ở đây dân địa phương là người ta làm cái cầu tạm gì đó nha mọi người. Đó. Nó để mình được đi ra ngoài xa vậy nè. Thì như vậy thì mình lội xuống mình tắm biển nó mới sướng, bởi vì cận ở trong bờ này thì nó hơi cạn. À. Rồi người dân địa phương người ta có thể tận dụng cái cầu tạm này để mình có thể là nuôi cá lồng bè đó, hoặc nuôi bất cứ cái loại hải sản nào. Và nhiều khi người địa phương người ta cũng phải có cái nơi để mà nuôi trữ lại để bán cho dựa lái hoặc là bán cho khách du lịch. Nghe 100.000 chạy hết trơn hả? 95.000 dám lấy hết lắm à. 100.000 là bỏ chạy đó. Người ở quê, người ở quê chất phát lắm nha mọi người. Đây là mấy cái anh chị ở người địa phương đi lưới ghẹ nè. Nhìn nó rất là vui. Đi kéo cá thoải mái. Mấy cháu ở địa phương tắm biển nè mọi người. Ngày nào cũng vậy hết. Mấy cháu này nó ham vui xuống tắm biển, một bên này nó khoái. Đông đông nó mới vui. Mọi người thấy cảnh này sao? Rất nhẹ nhàng hả mọi người ha. Giản dị. Đó. Cái cơm ngày hai cử thôi. Đó. Thời gian còn lại thì ví dụ như thích rau cải thì lên rừng kiếm mớ rau này rau kia, rồi còn mà muốn cá tôm thì đây xuống biển. Cuộc sống như vậy là quá hạnh phúc rồi, không có suy nghĩ bận này kia nhiều. Cảnh đẹp ghê chưa mọi người. Hiện tại là khoảng 5 giờ chiều. Đó, nắng vẫn còn. Nước trong. Nước trong vắt nha mọi người nha. Đó. Đặc biệt là người địa phương ở đây á, thì người ta hay ghé cái bãi này để tắm biển. Thứ nhất là cái bãi này rất dài. Từ ở trong mé bờ và mình có thể đi bộ ra khoảng 500-700 mét vẫn được. Đó là về trẻ em nha mọi người. Đó. Rất là cạn. Mà càng ra xa như vậy thì biển nó rất sạch. Tắm hai con. Chắc hào trai quá.
sao đội kia đứng nặng. Ở đây là ngay công viên nha mọi người nha. Công viên ngay chỗ khu vực gần là Vinh Cậu đây. Mấy cái tàu ở dưới bãi này là tàu du lịch nha. Chở khách để đi câu cá, đi câu mực, đi lặn ngắm san hô vân vân. Đó, mọi người có nhu cầu thì mình sẽ mình thuê những cái chiếc tàu này nè để mình ra ngoài biển. Đi sáng đêm cũng được, hoặc là mọi người muốn đi tới khi nào chán là vô. Ở đây gọi là bãi ship nha mọi người. Khu vực này là ghe nó đi đánh bắt nè, đánh bắt xa bờ là đậu ở đây nè. Để mình bước ra cái mình quay cho mọi người nhìn nha. Tàu bè ở đây là người ở địa phương người ta đi đánh bắt nè, xong rồi người ta neo đậu nè. Mọi người thấy không? Ở đây có thể là có một số ghe lớn người ta đi đánh bắt xa bờ. Đó, ghe đi chạy á. Đó. Có thể đi tới Thổ Chu luôn. Luôn. Ở đây là mấy ông đi ấy nè. Đi đánh bắt nè. Anh tên gì? Tôi tên Xíu. Anh Xíu hả? Là công việc chính của mình là anh làm gì? Tôi chạy đò. Bây giờ chạy đò ngon hơn đi đi lưới hả anh? Hả? Bây giờ đi thấy già thấy mệt rồi. Lớn tuổi rồi phải không? Chạy đò. Anh chở rồi mấy người ở trong đây nè, bắt đầu đi ra ngoài mấy cái tàu đó, ngoài xa đó mọi người thấy không? Đó, để đi ra ngoài đó để mà đi lên tàu rồi người ta đi đánh bắt. Hàng ngày là anh Xíu là coi như là chở ra chở vô, chở ra chở vô vậy đó, suốt ngày. Ở đây có mấy ông anh là cũng cũng giống nghề của anh Xíu. Rước mấy cái chủ ghe, chủ tàu hoặc là khách du lịch người ta có nhu cầu đi tham quan hả anh hả? Anh Xíu. Đi ra tới nó đi tham quan cái tàu đó, đưa lên tàu đó. Đây là cáp treo nè nha mọi người nha. Cho mọi người coi qua cáp treo nè. Cái cột cáp treo nè. Đó. Cáp treo này nha. Đó, tầm giờ này là khoảng gần 6 giờ chiều. Nhưng mặt trời nó còn nắng dữ vậy nè mọi người nha. Đó, các cháu nhỏ bắt ốc ở dưới à. Nhìn thấy thương quá. Đó, buổi chiều nó có nắng rọi rồi thấy cảnh nó đẹp quá. Giờ này là chuẩn bị tới giờ cơm rồi. Một số người vẫn còn ở bên ngoài để kiếm sống.